tiếp tục các hoạt động của chương trình lễ hội truyền thống văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2023. Vào 10 giờ sáng nay, nghi thức cúng ngọ chay đã được các ban tế tự và các bậc cao niên trong Dinh Thầy Thím tiến hành theo tập tục truyền thống. Nghi lễ cúng ngọ diễn ra tại gian thờ Tiền Hiền và Chính Điện. Bên cạnh hương đèn, mâm cúng bao gồm lễ vật là các món chay như hoa quả, trầu cao, chè xôi, trà nước. Sau ba hồi chiên trống, chánh bái và các vị trong ban tế tự dâng hương, dâng trà, khấn niệm và bái lạy trước các khám thờ để khấn mời các vị tiền hiền, hậu hiền về chứng giám hưởng lễ. Theo thông lệ hàng năm, sau khi tiến hành nghi thức cúng dỗ ở nhà tiền hiền để tỏ lòng thành kính, biết ơn những bậc tiền bối xa xưa lập làng, chánh bái và các vị trong ban tế tự sẽ tiến hành nghi thức cúng ngọ tại chính điện. Bên ngoài sân lễ, người dân trong vùng và du khách thập phương nô nức về dâng lễ cúng thầy thím. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội, hội thi làm bánh truyền thống đã được diễn ra sôi nổi tại khuôn viên di tích Dinh Thầy Thím vào sáng nay. Theo truyền thống hàng năm, cứ đến ngày lễ dỗ thầy thím, hội viên hội tâm quý đều thể hiện lòng thành kính của mình đối với vị thần được thờ. Mỗi chi hội đều duy trì việc thực hiện một cỗ bánh để dâng cúng thầy thím. Hội thi lần này có sự tham gia của 28 hội viên chia thành 7 đội thi đến từ 7 chi hội sẽ cùng nhau tranh tài gói bánh. Tại hội thi, các chi hội sẽ tự chuẩn bị nguyên vật liệu làm bánh và vật dụng trang trí cho một mâm bánh thành phẩm bao gồm 4 bánh chưng, 4 bánh tét và 15 cái bánh ít. Hội thi đã mang đến không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân và du khách khi đến lễ hội. Thông qua hội thi, các hội viên đã thể hiện sự khéo tay, tinh thần đoàn kết cũng như góp phần hòa vào không khí sôi nổi mùa lễ hội năm nay.